Một rổ rau nè, bánh xèo chay nè, nước muối nè, hấp dẫn không? À, giờ mình chờ mấy cái cuối cùng nữa rồi thưởng thức thôi. Có vậy, ngon lắm mà. Nhiều đúng không nữa không đó. Chấm nước muối nha. Quá trời rau luôn. Nói đi em. Ngon lắm. Bữa nay em với mẹ đi ngang chạy thấy đọt trắc nhiều quá, mẹ kêu dừng lại hái mẹ ăn bánh xèo. Mẹ thích rau này, có người không biết ăn. Cái đường ranh này là bà con đi ngang hái cũng nhiều lắm nè, tại vì xe chạy ngang nhiều thấy rau. Mà cái này cũng dễ ăn mà, nó chắc chát ha. Con ăn được. Người quen hả bà? Chút xíu nữa mình về ghé trước cửa hái thêm ít rau mình ăn bánh xèo. Nhà rau nhiều khỏi mua. À, kia có lá mười nữa. Dạ. À, chị thích ăn cái này. À, chị thích ăn này lắm. Dạ. Nên là ở đây là hái bị còi cọc hết luôn. Đằng kia còn có lá mơ nữa, cái đằng kia kìa. À, cũng bữa mẹ lại mà canh hái ai giờ hái người ta hái hết rồi. Này họ mới hái rồi nè. Dạ. Thấy không là... À, coi cọc hết rồi. Ừ. Cái dấu cũ nè. Mới ngắt nè. Dấu cũ dấu mới coi hết luôn. Nè, mới hái rồi nè. Dạ. Cũng hay quá ha. Mà thấy thấy nhiều lắm. Dạ. À, giờ, giờ, ít. Chiều nay ăn bánh xào chay hả mẹ? Ừ. Mình ăn rau rừng nhiều. Dạ. Về Bắc Hai thấy binh lăng. Dạ, à, binh lăng nè. Ừ, cách gói. Ở đây cá gì lắm nè, hồi trước bà con kéo lưới bán có 5.000 ký à. Em với mẹ 6.000 hả? À. Em với mẹ mua về quá trời luôn, thả vòng vòng ruộng gần nhà. Thấy có 5-6 ký mà làm thức ăn gia súc thấy ổn quá. Mua về thả phóng sinh. Ờ vậy thôi mình hái ít về mình rải vòng vòng nhà ha. Có hái. Ủa rang uống hả? Ừ. Hay vậy? Uống trà vậy đó. Cái này nó khô rồi mẹ. Bây giờ mình bẻ về mình rắc hột đi. Rồi con không biết cái này uống như nước trà ta. Này mình hái về mình rắc quanh nhà để gần nhà đó. Mấy mốt mình hái chia cho nó gần. Hột nó rụng xuống. Ừ. Mẹ có bạch đựng không mẹ? Dạ. Giờ đây chắc được rồi nè. Nhiều rồi. Mỗi hột là một cây mà. Nhiều hột lắm. Để con coi trên xe con có không? Thôi cầm gì về. Dạ, rồi về không? Hồi nãy đi ngang thấy nhiều lắm. Dạ. Ngừng lại hái nhưng mà ai đã hái rồi. Ở đây bà biết ai hái không? Hái nhiều. À, mời cả nhà mình về ăn bánh xèo chung gia đình Nam Việt nha. Bữa nay chị Sơn Ca cho món bánh xèo chay ha. Xèo chay. À, cái bạch này mình ăn không hết. Bây giờ mình làm nửa bạch thôi. Bạch này nửa ký thôi. Này có rau đi xin ở hàng xóm được rổ nè. Rồi nhà sẵn có mấy cái nấm mèo. Rồi bữa nay mình làm bánh xào chay. Sao không có ăn bánh xèo không ta? Uống sữa hả? Này bịch hướng dẫn sẵn rồi phải không chị? Mình đâu có cần pha thêm gì hết. Cái này chỉ pha nước thôi. Ừ. Ừ, với lại cho thêm miếng muối, miếng hầm, tiêu. À. Cho chị tiêu xíu. Ủa, tiêu trong đây nữa hả? Lạ vậy ta. Bỏ vô miếng tiêu. Rồi bỏ muối thôi. Miếng muối, đừng có bỏ đường chiên bánh nó chín không có được. Rồi rắc thêm miếng tiêu đi xem. Chị Dương ơi. Để đi.
mình nhắm xong mà nó đừng có đặt kẹo, mà nó đừng có lỏng quá. Ừ. Thì nó dư ra thêm vài cái nữa. Hành lá thôi. À, ăn chay thì nếu như bà con mình không có ăn hành thì bỏ qua ha. Hết luôn hả chị? Ở nhà mình thì ăn chay kiêng thịt thôi, vẫn ăn hành lá bình thường. Rồi thêm một miếng muối. Dặn lại ha. Tội nghiệp Sơn Hùng quá, bữa nay không ăn bánh xèo. Đợt trước mày nhớ không, làm bánh xèo Sơn Hùng ăn quá chừng nữa không? Khoái lắm. Bữa nay Sơn Hùng hết hứng rồi. Nay uống sữa trừ cơm hả Sơn Hùng? Hết rồi. Ừ, uống sạch ly. Còn nữa không? Nói cho cả. Vừa nó mẹ no quá, mệt đó mẹ. No quá tức bụng. Nghe nội dẹp đi chút nữa uống nữa nha con. Chút nữa quậy vừa uống nữa ha. Cảm ơn bà nội chưa? Giỏi. Hả? Ngon hả? Ngon hả? Để giờ ăn vô ối không à. Chút nữa quậy bà quậy đi chơi cho con học nữa đi nữa nha. Mình có cho màu gì không chị? Không, cái này người ta có màu cà ri rỗng á. Ai xúc động thì thêm miếng cũng được. Tại bình thường thấy màu hơi vàng. Vàng người ta có cho sẵn trong bao bột rồi. À. Màu cà ri. Vậy là bữa nay mình có nấm mèo nè. Nấm đông cô. Với tàu hũ, đậu hũ. Nhìn hấp dẫn quá. Cái tàu hũ này chiên con cũng thích nó mẹ, chiên giòn đó mẹ. Chiên giòn này thêm tí xíu ngọt ngọt á. Chiên ngọt. Cái ngọt. Tàu hũ này là mẹ bỏ vô tủ lạnh rồi mẹ dắt nó nè. Dạ. Nó dai nó ngon lắm. Còn mình để vậy ăn không có ngon bằng. Cũng như mình bỏ đông đá. Dạ. Rồi cái mình cắt nó là làm hai, rồi mình dắt nước. Ủa, dắt nước hả? Ừ, nó dai lắm, ngon lắm. Nó dai hơn cái tàu hũ mình để nguyên. Ủa lạ ha. Ừ, tức là bỏ tủ lạnh rồi dắt nước ra. Nó dai ngon lắm. Dạ. Cắt thịt nó vậy nè. Nó đông lạnh rồi mình lấy ra mình xả. Xả đông, đông rồi bắt đầu cắt làm hai, mình dắt kẹp vô. Nó dai nhất à. Để cho nó dai ha. Hay ha. À, mẹ mới gia vị gì mà? Mẹ bỏ muối, bỏ miếng đường, miếng tiêu. Trộn lên cho đều. Hai loại nấm thôi mà. À, nấm mèo với nấm đông cô. Ừ. Tàu hũ bỏ chung luôn, bỏ chung luôn này nhiều quá chờ lại bớt nha. Dạ. Dạ. Cái hành trắng còn bỏ chung luôn rồi này con cho nó mềm chịu không vậy. Thơm quá con, nhiều 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 lắm à Trang Trang. Nhiều theo như mình làm hết được bột á thì nó vừa. Dạ. Dạ mình chia nó đủ thôi. Còn dư thì đó đi. Đây này mình có dư phần rau sống với nhân. Dư nhân làm gì nữa không? Làm bánh cuốn. Ba mẹ làm bánh cuốn chay. À, mai là bánh cuốn chay chiên ăn. À, bánh nhiều nhân quá vậy. Nhân chai. Hôm nay nhân chai chị Thư Ca cho quá chừng nhân luôn. Chính vậy chị. Chính rồi Sơn. Đó mình cho từ từ đặng cho nó cái bánh nó giòn rồi mình lấy ra. Thường bánh xèo miền Tây á thì mình xào cái chảo lớn lắm. Mình tráng một cái ha, rất là mỏng và giòn. À, còn ở nhà mình ăn thì mình không có xài chảo bự vậy. Mình lấy cái chảo nhỏ nè, mình xào luôn. Chảo không dính. Chiên quên chiên bánh xèo mình nó xào đây. Chị Sơn Ca chuẩn bị cái thứ hai ha. Nóng chảo ha. Ở nhà thì mình không làm cái bánh to, bánh vừa nhỏ nhỏ rồi ha. Dễ lắm. Với lại cái bếp của mình không có làm cái chảo lớn được.
Rồi chiều mình định ra ngoài sân á, dùng cái chảo bếp củi á, mình có cái chảo lớn mình làm cái bánh to. Cuối cùng rồi đó, mưa quá rồi vô nhà. Đậu xanh nữa. Lại cho giá chín. Vậy Sơn Ca thích chiên bánh xèo lắm nên là mỗi lần chiên bánh xèo là mẹ giao luôn cho chị. Xiến thì thích chiên bánh chuối. Mỗi người giao một món. Bữa review đi thì mình nó chín giá rồi mình dở nắp son ra cho nó giòn bánh mới lấy bánh ra. Nhà mình pha nước muối, tỏi ớt ha. Nếu mà bà con mình không ăn tỏi thì bỏ qua. Ở qua cái công đoạn tỏi hành. Này nãy mẹ cho nước đường nha mẹ. Nước sôi với đường. Nước sôi. Giờ mẹ bấm tỏi ớt. Xèo, để vô cái xèo rồi là bánh xèo. Phải làm cho nó nóng á. Xèo. Mua cái chảo cho Sơn Ca cho ăn bánh xèo. Cái nhà chảo nhà mình nhiều lắm đó. Ở trước chị này bánh xèo này khó lắm. Nó hay dính lên. Dạ. Với nó không có giòn mà nó khét hết sao. Dạ mà chưa kịp giòn mà khét hả? Vậy cũng tùy theo chảo nữa ha. 1, 2, ở đây là 3, 3 với 3 là 6. Vậy là nửa bịch 6 cái. Bịch 12 cái. Nãy vô đây mẹ cho nó là 2 muỗng đường. Dạ. Bây giờ rồi chén nước nè, 2 muỗng đường, 2 chén tắc cà phê muối, nửa muỗng cà phê muối, cho miếng nước tương. Nước tương vô ra màu hay lắm. Ra màu đẹp. Một muỗng canh nước tương. Muỗng canh nước tương. Rồi cho ít tỏi vô. Tỏi ớt. Vậy hết luôn ha. Dạ. Đẹp hơn. Rồi xong. Cái này thì mẹ thường hay kinh nghiệm là cho tỏi ớt vô cuối cùng nó sẽ nổi lên. Sẽ nổi tỏi ớt lên. Ở dưới quê thì mình hay thích kiểu đó gọi là khéo. Pha nước mắm ai nói tỏi ớt nổi lên là khéo. Là cái cách ha. Tại ớt này cay lắm mình không có làm nhiều ớt được. Dạ. Còn cái ớt chị ớt nó nhiều ớt nhìn ngon sao lắm nè. Xong rồi chị xong chưa? Chưa, còn 2 cái nữa thôi. 2 cái nữa, 2 giá nữa. Chặn ha. Dạ chặn quá. Rồi qua rủ anh Yên với ba Thương bé An nữa không. Rồi nhập tiệc thôi, bữa nay Sơn Hùng không ăn rồi. Sơn Hùng thích bánh xèo mà bữa nay bóc tay hả? Vậy nãy giờ đi kiếm đũa. Rồi Sơn ngon. Dạ. Rồi lấy cái lá cắt nè Thương. Không biết ăn lá cắt không? Không mà ăn vậy có ăn rau gì? Nè. Rồi hãy cuốn cho nè Sơn chị ba. Chị ba ăn bánh này với nhân gì đây nè. Đây nè. Rồi giòn quá ha. Rồi. Cái này con bẻ cho mẹ ha. Thôi mà có rồi. Ăn đi. Cảm ơn chị. Sao chị ba? Không chị ba. Nhân quá nhiều luôn sư ca. Ok. Bánh gì mà nhân quá thì mà. Ăn nhiều luôn sư ca này. Giòn quá thôi. Ngon lắm. Nhìn cái khoai luôn. Để ăn chung rồi. Thôi để khoai. Nhưng nhiều quá. Rồi ha. Đó, đình lăng. Đình lăng. Tôi thơm. Trời tôi cũng ngọt. Đá xoài. Đúng rồi luôn. Rồi dắp. Rồi. Lâu lâu mới có dịp ăn rau sống. Xem rau rau với tôi phải không? Rồi, rồi được rồi chị. Nhiều quá, cầm không hết. Nó một cái cuốn bằng rau rất là nhiều luôn. Có xài gì kì. Ngon. Hấp dẫn ha, rau không?
chấm nước muối nha, quá trời đau luôn. Ngon lắm, ngon rộm ha. Còn nhiều đó anh em ơi. Anh em phụ anh em ơi. Phụ đi, còn nhiều quá, lá bự này. Khó rồi em ơi. Ăn đi để cho nó trộn trộn chút nữa. Trộn dễ coi hả? Trộn dễ thương nữa, cứ ăn mình lấy trộn trộn. Trộn trộn dễ thương. Nhà này ăn là bị hù. Ai cũng sợ mập hết luôn. Ai cũng bị hù hết trơn, ăn thấy sợ. Ăn hoài. Ngon. Là xíu. Ngon quá. Ủa sao nó ngon mà ngon. Ủa sao nó ngon mà chị? Rau hàng xóm. Rồi chị Sơn Ca cho mình món bánh xèo chay luôn. Chia sẻ bà con mình về hình ảnh ha, và cách pha nước mắm của mẹ chiên bánh xèo của chị Sơn Ca. Rồi tạm biệt cả nhà nghe. Hẹn gặp lại video tiếp theo.